tỷ phú, ông trùm ngành công nghiệp hay nhà phát minh thiên tài Tony Stark từng rơi vào tay khủng bố với mục đích giúp chúng xây dựng vũ khí hủy diệt khi đang tiến hành thử nghiệm vũ khí tại nhiều quốc gia. Trong thời gian bị giam cầm, Stark tự chế tạo bộ giáp giúp bản thân trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc. Sau khi quay về Mỹ, bộ giáp được hoàn thiện và cải tiến với mục đích chống lại tội phạm và khủng bố. Cốt truyện: vừa là tay chơi vừa là nhà chiến lược thiên tài, đồng thời là CEO của công ty chuyên sản xuất vũ khí quốc phòng hàng đầu, tập đoàn Stark, Tony Stark vốn đang trong chuyến thử nghiệm tên lửa Jericho tại Kunaya, một trong những khu vực bị chiến tranh tàn phá nằm ở Afghanistan, cùng với người bạn thân đồng thời là người phụ trách liên lạc với quốc phòng, đại tá Lieutenant Colonel James Ross. Đoàn hộ tống gặp phải phục kích, Stark bị thương nặng đồng thời bị bắt giữ bởi một nhóm khủng bố với cái tên Ten Rings. Một nam châm điện tử tính được chế tạo bởi tiến sĩ họ Insen, người cũng rơi vào tay bọn khủng bố, nhằm giữ mảnh đạn không đâm sâu hơn vào tim để giữ lại mạng sống cho Stark. Chỉ huy của Ten Rings, Razor đề nghị sẽ thả tự do nếu Stark giúp chúng lắp đặt hệ thống tên lửa Jericho. Nhưng cả Stark và Insen đều hiểu, Razor vốn không có ý định giữ lời hứa. Stark và Insen vờ như đang thiết kế hệ thống tên lửa, nhưng thực chất cả hai ngầm chế tạo nguồn năng lượng dựa trên phản ứng hồ quang, để cung cấp năng lượng cho nam châm điện mà Stark mang trong người, cùng với một bộ giáp giúp họ trốn thoát. Nhóm Ten Rings tấn công vào khu làm việc khi phát hiện kế hoạch của họ. Insen đã hy sinh mạng sống phân tán sự chú ý, để Stark có đủ thời gian kích hoạt bộ giáp. Bộ giáp giúp Stark chống lại bọn khủng bố nhưng không thể cứu được Insen. Trong cơn giận, Stark đốt kho dự trữ vũ khí và bay ra khỏi nơi giam cầm, cho tới khi bộ giáp nổ tung trong sa mạc. Sau khi may mắn được Ross tìm thấy, chứng kiến những việc xảy ra cùng cái chết của Insen, Stark đưa ra quyết định ngừng sản xuất vũ khí để tránh việc trao quyền lực sai người. Obadiah Stane, bạn cũ của người cha quá cố, cũng là quản lý công ty đã khuyên bảo Stark việc này có thể chôn vùi cả công ty, di sản mà cha Stark để lại. Stark dành ra nhiều tháng để tái tạo lại và cải thiện bộ giáp, cũng như nâng cấp năng suất cho lò phản ứng hồ quang để duy trì sự sống. Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi thoát khỏi vụ bắt cóc, phóng viên Tristan Everhart đã khơi lên nghi ngờ về việc công ty của Stark cung cấp vũ khí cho Ten Rings và gián tiếp trở thành đồng phạm cho nhiều vụ thảm sát, bao gồm ngôi làng của Insen. Stark nhận ra rằng Stane đang muốn chiếm lấy vị trí chủ tịch của tập đoàn. Bị khiêu khích, Stark khởi động bộ giáp, tự mình bay tới Afghanistan để cứu lấy Ganmira, làng của Insen. Khi quay về, Stark vấp phải sự tấn công của hai chiếc F-22 Raptor và phải nhờ Ross giải vây. Trong suốt thời gian này, Tenzing đã hoàn tất việc thu thập các mảnh của bộ giáp tại sa mạc. Razor đã đề nghị một giao dịch với Stane, nhưng Stane đã cho người tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố, âm thầm chiếm giữ bộ giáp đồng thời lệnh cho kỹ sư phải tái tạo hoàn hảo bộ giáp từ đống mảnh vụn tìm được. Trong khi đó, Stark đã nhờ trợ lý Pepperpass xâm nhập vào mạng lưới thông tin của công ty từ văn phòng của Stane để tìm kiếm bằng chứng cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố. Pepper còn phát hiện được Stane là người đứng sau toàn bộ sự việc, kể cả việc thuê Tenzing ám sát Stark tại Afghanistan, dù chúng đã không tuân thủ giao dịch. Pepper lập tức liên lạc với đặc vụ Phil Carlson của SHI-LD, đơn vị can thiệp, thực thi và hậu cần chiến lược nội địa, để thông báo về kế hoạch của Stane. Vì không thể sao chép được kết cấu năng lượng mà Stark dùng để vận hành bộ giáp, Stane đã dùng sóng âm khiến Stark tê liệt và cướp đi lò phản ứng hồ quang. Trong lúc cận kề cái chết, Stark buộc phải dùng tới lò phản ứng cũ. Pass và một vài đặc vụ SHE-LD đã cố gắng vây bắt nhưng Stane đã kịp khởi động bộ giáp và tấn công họ. Tuy Stark kịp thời xuất hiện, nhưng biết rõ năng lượng từ lò phản ứng cũ vốn không đủ để giúp bộ giáp hoạt động hết công suất. Stark nghĩ, ra cách nhử Stane lên đỉnh tòa nhà tập đoàn Stark đồng thời hướng dẫn Pass khiến lò phản ứng dưới đất quá tải, để giải phóng dòng điện với công suất lớn đủ để Stane rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tuy nhiên, cả bộ giáp và Stane rơi xuống lò phản ứng đang phát nổ bên dưới. Đặc vụ Carlson đã giúp Stark ngụy tạo câu chuyện về sự kiện xảy ra tại tòa nhà và cái chết của Stane cho cuộc họp báo trước giới truyền thông. Điều bất ngờ nhất là việc Stark thẳng thắn thừa Iron Man, không phải bộ giáp mà chính là mình. Về sau, giám đốc SHI-LD, Nick Fury đã viếng thăm Stark với sáng kiến thành lập một liên minh giữa những người anh hùng với tên gọi The